Hello, xin chào cả nhà. Thì bây giờ mình soạn cây gửi cho một vị khách. Đơn hàng là gồm 50 cây trang thái đỏ, loại 10.000 đồng một cây. Đây. Và hai cây trang trắng. Hai cây trang màu cam. Hai cây trang màu tím sen. Hai cây trang màu vàng lá trung. Là đơn hàng này là 58 cây. Cái loại này là cây nhỏ 10.000 đồng một cây, 50 cây. Và 8 cây này là một vị khách. Rồi mình quay sơ lược một vòng cái đơn hàng của vị khách gồm 50 cây trang đỏ thái nhỏ loại 10.000 đồng một cây và 8 cây trước và 8 cây lẻ này là 58 cây. Bạn nào có đặt đơn hàng thì hãy comment bên dưới và mình sẽ trả lời số điện thoại để liên hệ đặt hàng. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video mình review sơ lược cái đơn hàng cho khách. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye bye.